Chào anh em, chào mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm dòng đẩy Ashley i650 Plus đây các bác nhá. Và bên đội ngũ kỹ thuật nhân viên nhà em thì đang kiểm tra cái lô hàng này xem là có ổn định và chất lượng để các anh em lựa chọn trên hóa gia đình hay không. Nên em đã đập hộp ra và kiểm tra linh phụ kiện bên trong rồi. Bây giờ thì em cùng anh em thợ kiểm tra hình thức thiết kế, giao diện và chất lượng âm thanh của dòng đẩy Ashley i650. Thiết kế của em này thon gọn hơn so với những dòng đẩy truyền thống các bạn, nhưng vẫn đủ so, vẫn đủ nguồn để các anh em có thể chơi với những cặp loa từ bát 30, bát 40 nhá. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm trong việc chúng ta sử dụng đẩy và Ashley i650 Plus đây các bác. Phiên bản đẩy hai kênh chính hãng của Ashley. Và dòng này sử dụng loại sò Saken để âm thanh của dòng đẩy Ashley i650 này tiếng rất sáng và sạch cho anh em khách hàng. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra chi tiết hơn nữa hình thức giao diện thiết kế đến từ dòng đẩy Ashley i650. Đây là hàng nguyên phụ kiện thùng hộp vừa mới về đây các bác. Đấy, cùng anh em kiểm tra về mặt trước cũng như là mặt sau thiết kế của dòng đẩy Ashley này các bác nhá. Đấy, có đầy đủ các chế độ đánh khác nhau, Sitel, Banel, Bra cho anh em thao tác sử dụng, chuyển đổi các chế độ đánh này, dụng đầu dây rắc truyền thống, đầu dây rắc lưu trích cho anh em. Đấy, sử dụng với loa thông thường, nhiều anh em sử dụng đầu dây rắc truyền thống thì chúng ta cắm cho em đầu đỏ đen, anh em nào sử dụng đầu hiện đại chúng ta cắm cho em đầu dây rắc lưu trích. Đấy, có quạt gió làm mát này, với các đường cổng calon in out cho anh em ghép nối các thiết bị, ghép nối sang cục đẩy khác để tăng công suất đánh với những cặp loa lớn hơn. Còn thông thường anh em chơi gia đình thì chỉ cần sử dụng đến Ashley 2650 thôi, chúng ta có thể đánh được với những cặp loa từ bát 30 đến bát 40 rồi. Ngay bây giờ thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm âm thanh chất lượng đến từ dòng đẩy Ashley A2650 Plus trên kênh YouTube Tùng Audio nhá. Đây, em đã cắm điện rồi và cũng như là em đã ghép nối với những cặp loa full bass 30 bên em. Khi các anh em cắm điện lên thì các bác sẽ nhìn thấy giao diện của đẩy Ashley A2650 với thiết kế mặt màn hình điện tử nằm ngay phần chính giữa, có hiển thị nguồn điện áp và các chế độ nhiệt bên trong thân máy. Với các phím chiết áp volume CS1 và CS2 tương ứng với là trái và là phải cho anh em tăng giảm âm lượng tùy ý. Khi các anh em sử dụng đẩy công suất ấy, thì âm thanh của đẩy công suất nó sẽ tốt hơn, lực đánh ra nó khỏe hơn, nó đạt độ hiệu quả cao hơn so với chúng ta sử dụng âm đi thông thường. Và cũng rất nhiều anh em sử dụng âm đi và sau đó chúng ta lại phải đi thay thế đánh cùng đẩy công suất, bởi vì khi nghe âm thanh của đẩy các bác sẽ cảm nhận được âm thanh sôi động hơn, tiếng nhạc xa sáng sạch hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là với dòng đẩy Ashley i650 sẽ sử dụng một cái bộ sò rất là hiện đại, rất là xịn trên trường âm thanh, đó là loại sò Saken, và chắc chắn là anh em sẽ được nghe và trải nghiệm âm thanh nghe bây giờ đến từ dòng đẩy Ashley i650. Các bác hãy sử dụng tai nghe và cùng em trải nghiệm âm thanh nhé. Với tiếng chấp này đến từ đẩy công suất của Ashley ạ, dòng A2650 Plus. Và đã được nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế của dòng đẩy này rồi, các bác đã đánh giá như thế nào? Đây là một trong những phiên bản đẩy hai kênh mà em thấy là cái tiếng âm thanh đánh ra tiếng sáng và vô cùng sạch, chất lượng với rất nhiều dòng đẩy thị trường. Nó có thể cạnh tranh trực tiếp với những cái mẫu đẩy tầm 700-800W các bạn. Mà mặc dù là đẩy A2650 chỉ dùng 650W thôi, nhưng tiếng nhạc ra âm thanh nó sử dụng qua loại sò đắt tiền nên là âm thanh nó sáng hơn, lực đẩy ra cũng tốt hơn, tiếng nhạc nghe rất là sướng tai các bạn. Khi chúng ta sử dụng đẩy công suất, các bác sẽ nghe được âm thanh uy lực tới từ những bộ sản phẩm đẩy, và đặc biệt là Ashley i650 là một trong những thương hiệu làm đẩy cực kỳ tốt thị trường âm thanh. Và hôm nay thì bên em Tùng đã về lô hàng đến từ Ashley rồi. Cái dòng sản phẩm này cũng lâu lắm mới về được hàng, là một trong những phiên bản đẩy đang rất là hiếm hàng thị trường âm thanh. Và giá thành thì bên em vẫn đang đẩy với mức giá quá là ưu ái cho anh em khách hàng. Mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới 0979 629 336, anh em sẽ có ngay cho mình một mức giá hấp dẫn nhất tới từ dòng đẩy Ashley A2650 Plus bên cả Tùng Audio Hải Dương. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em muốn mua trang thiết bị âm thanh giá rẻ chất lượng đến đây cả anh em theo số điện thoại bên dưới màn hình. Chúc anh em nhận hàng ưng ý với những trang thiết bị âm thanh tại cả Tùng Audio Hải Dương nhá. Xin chào anh em.